Cung Lê, cái tên để lại rất nhiều niềm tự hào cho những người yêu mến võ thuật trên mảnh đất Việt Nam. Anh sinh ra là để chiến đấu và để chiến thắng. Anh đi vào lịch sử khi là võ sĩ gốc Việt đầu tiên đại thắng trên khắp các đấu trường võ thuật danh giá. Với những thành công đó chưa bao giờ là của riêng Cung Lê mà là của cả cộng đồng người Việt Nam. Cung Lê sinh ngày 25 tháng 5 năm 1972 tại Việt Nam. Chưa đầy 3 tuổi, Cung Lê cùng mẹ rời quê hương để lên đường định cư tại Mỹ. Họ trải qua những ngày tháng cực khổ tại một trại tị nạn thuộc Philippines trước khi được bảo lãnh sang định cư tại thành phố San Jose, thuộc tiểu bang California, Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 1976. Là một đứa bé Việt Nam với vóc dáng nhỏ bé, Cung Lê luôn bị các đứa lớn hơn tại Mỹ bắt nạt. Năm lên 10 tuổi, mẹ của Cung Lê cho phép anh tập luyện taekwondo để tự vệ. Có thể coi đây là cơ duyên của Cung Lê với võ thuật, bởi sau đó với niềm đam mê, anh đã lần lượt học hỏi và tập luyện các cao thủ của nhiều môn võ khác nhau như vật Jiu-Jitsu, Thán Thủ, Muay Thái và cả Vô Vi Nam. Vốn liếng võ thuật đa dạng khiến Cung Lê nổi tiếng trong làng võ với lối đánh thiên biến vạn hóa và khả năng chịu đòn cao. Võ sĩ gốc Việt thi đấu trên võ đài với một tinh thần thượng võ và một phong cách rất đẹp mắt. Nhiều người tự hỏi tại sao anh ta lại tung ra những đòn đánh đẹp mắt và đầy tính cống hiến như vậy. Khi nhiều võ sĩ khác chỉ quan trọng đến chiến thắng sau cùng, nhưng đó là điều khác biệt giữa Cung Lê và nhiều võ sĩ khác. Đối với anh, khi thượng đài không chỉ có một chiến thắng mà còn có một cái gì đó hơn thế nữa. Anh thi đấu vì lòng kiêu hãnh, vì gia đình và cho cả niềm tự hào về nguồn gốc của mình. Những thứ ấy làm cho anh giống như một anh hùng chứ không phải là một lực sĩ cơ bắp. Bất bại trên võ đài tán thủ, Cung Lê bắt đầu sự nghiệp võ thuật của mình tại sàn đấu tán thủ kickboxing. Cung Lê bất khả chiến bại trên võ đài tán thủ kickboxing với thành tích vô tiền khoáng hậu là 17-0. Anh 3 lần đoạt chức vô địch tại giải US Open. Anh đã 3 lần là đội trưởng của đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ và tham dự giải vô địch Wushu thế giới tổ chức tại Ý năm 1997 và tại Hồng Kông năm 1999 với tư cách là đội trưởng. Ngày 15 tháng 12 năm 2001, anh đánh bại Sonny Carter tại thành phố San Jose, California và đoạt danh hiệu vô địch tán thủ chuyên nghiệp hạng nặng thế giới của Liên đoàn Kickboxing quốc tế. Tháng 5 năm 2003, anh tham gia giải K1 và cộng thêm 3 trận vào bộ sưu tập thành tích toàn thắng của mình. Trong đó có một lần hạ đo ván knockout. Sau những trận đấu này, Cung Lê quyết tâm tìm cho mình một thử thách mới, một hướng đi mới và anh đã tìm đến MMA. Cung Lê bước lên võ đài MMA lần đầu tiên tại sự kiện của Jack Fox vào ngày 10 tháng 3 năm 2006 tại San Jose. Hạ đo ván võ sĩ kickboxing Mike Edman ở 3 phút 51 giây ở hiệp thi đấu đầu tiên. 3 tháng sau, anh đấu với võ sĩ kỳ cựu Brian Warren tại giải King of K và hạ đo ván Warren bằng hàng loạt cú đấm ở 4 phút 19 giây hiệp đầu tại Jack Fox vào ngày 8 tháng 12 năm 2006. Cung Lê khiến tất cả phải trầm trồ thán phục. Khi đánh bại Jackson Von Lu khi trận đấu mới chỉ trôi qua được 43 giây. Cung Lê tiếp tục so găng với Tony Freeland, người từng bị huyền thoại Anderson Silva hạ gục một năm trước đó, cũng như Silva từng làm. Cung Lê hạ đo ván Freeland vào gần cuối hiệp thi đấu thứ 3. Không lâu sau đó, anh đấu với Sammy Morgan. Anh liên tục ném Morgan xuống sàn và thắng trận bằng knockout. Những trận thắng liên tiếp khiến tên tuổi của Cung Lê ngày càng vang xa. Thời điểm đó, Cung Lê đã là một tên tuổi rất sáng. Ngày 29 tháng 3 năm 2008, Cung Lê thượng đài trong trận tỉ thí quan trọng nhất của mình trong sự nghiệp MMA tại sự kiện Jack Fox gặp Shamrock. Đối thủ của Cung Lê là võ sĩ kỳ cựu Frank Shamrock, người có kinh nghiệm dày dặn 14 năm tại MMA và cũng là đương kim vô địch hạng trung Jack Fox. Trước 16.000 khán giả cuồng nhiệt trên khán đài, Cung Lê đã đánh gãy cánh tay phải của Frank Shamrock với những cú cước liên hoàn và giành chiến thắng bằng knockout để đoạt chiếc đai vô địch hạng trung. Đến bây giờ khi nhắc lại, đó vẫn là một chiến tích thần kỳ nhất mà một võ sĩ gốc Việt có thể đạt được trên một đấu trường đẳng cấp thế giới. Bình luận viên và các cây bút thời điểm đó đã phải dùng những từ đẹp nhất để nói về Cung Lê. Anh là người định nghĩa lại sự đa dạng trong MMA. Cung Lê nổi tiếng với khả năng giao đòn chính xác và hiệu quả. Người ta cũng từng ví von việc ăn cước của Cung Lê chẳng khác gì bị một chiếc xe tải đụng trúng. Năm 2009, chủ tịch Jack Fox cho biết Cung Lê đã ngỏ ý muốn trả lại chiếc đai vô địch để chuyển sang sự nghiệp điện ảnh và ông đã chấp nhận lời yêu cầu đó. Trong tương lai, Cung Lê được chấp nhận thi đấu trên võ đài Jack Fox bất cứ khi nào, miễn là thời điểm của các trận đấu không cản trở việc quay phim của anh. Sau gần 2 năm ngừng thi đấu để đóng phim, Cung Lê đã có cơ hội quay trở lại. Vào ngày 19 tháng 12 năm 2009, Cung Lê cùng so găng với Scott Mead, người được mệnh danh là thiết thủ tại sự kiện Jack Fox. Mặc dù chiếm ưu thế hầu hết trận đấu,
Cung Lê dần đuối sức vì lâu ngày không có thời gian tập luyện thể lực và bị Scott Smith đánh bại bằng KO ở hiệp thứ 3. Đây là thất bại đầu tiên trong sự nghiệp võ đài của anh. Ngay sau trận đấu kết thúc, Cung Lê tỏ ý muốn được tái đấu với Scott Smith trong tương lai. Vào năm 2010, Cung Lê đã có cơ hội phục hận trận thua duy nhất trên võ đài tại sự kiện Six Pack. Khác với lần trước, lần này Cung Lê đã có đầy đủ thời gian tập luyện và bước lên võ đài với thể lực dồi dào, sung mãn nhất. Anh dùng những cú đấm thông minh bằng tay trái để giữ khoảng cách trước sự tấn công như vũ bão của Scott Smith và phản công bằng những cú đá sở trường, dũng mãnh nhằm thẳng vào cạnh sườn của đối thủ. Cung Lê đã nhanh chóng hạ gục Scott Smith bằng knockout ngay ở hiệp thứ 2. Trận đấu này mang đến một cảm xúc rất đặc biệt cho Cung Lê vì trước đó 5 ngày, anh còn thức khuya túc trực bên cạnh vợ trong bệnh viện để chờ đón đứa con trai đầu lòng. Cuộc phiêu lưu tại UFC. Sau những tháng ngày thành công tại Chicago, Cung Lê đánh dấu một cột mốc lịch sử cho một tay đấm gốc Việt khi gia nhập giải MMA lớn nhất hành tinh. Năm 2011, Cung Lê ký hợp đồng thi đấu với UFC. Tuy nhiên, anh để thua võ sĩ người Brazil tại UFC 147. Đó quả thực là một màn ra mắt chẳng ai mong muốn tại UFC. Năm 2012, Cung Lê tìm được chiến thắng đầu tiên của mình khi hạ một tay đấm tại UFC 148 bằng tính điểm. Vào năm 2012, Cung Lê đã hạ đo ván cựu vô địch UFC là Rick Franklin tại Macau bằng một cú móc phải vào cằm Franklin giữa hiệp 1. Anh cho biết trước trận đấu: "Đây là một trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Nếu thắng Franklin thì đó sẽ là chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi." Cung Lê đã làm được trong sự vỡ òa của tất cả người hâm mộ. Sau trận đấu này, Cung Lê có vinh dự được so tài với một trong những tay đấm vĩ đại nhất của UFC. Năm 2014, Cung Lê so tài với Michael Bisping trong sự kiện UFC Fight Night tại Macau. Anh đã bị Bisping hạ knockout trong hiệp thứ 4 khi dính đòn đấm gây thương nặng ở mắt trái trong hiệp 2. Năm 2014, UFC thông báo trên trang chủ Cung Lê đã phản ứng dương tính với chất tăng trưởng hormone. Cụ thể, Cung Lê bị phát hiện sử dụng chất cấm tăng trưởng hormone trước trận đấu với Bisping tại Macau, Trung Quốc vào tháng 8 trước đó. Theo luật, Cung Lê sẽ bị cấm thi đấu 9 tháng. Theo người phát ngôn của UFC, nếu như muốn trở lại thi đấu sau quãng thời gian này, võ sĩ gốc Việt phải hoàn tất một bài kiểm tra xét nghiệm chất kích thích khác. Tuy nhiên, vào năm 2014, lệnh cấm thi đấu này đã được UFC gỡ bỏ vì một số lỗ hổng trong quá trình xét nghiệm của UFC được nêu ra khiến tính chính xác của việc xét nghiệm đã bị đặt dấu hỏi chấm và chưa đủ bằng chứng để buộc tội Cung Lê đã sử dụng chất cấm. Dù lệnh cấm bị gỡ bỏ nhưng Cung Lê cũng chẳng trở lại võ đài thêm một lần nào nữa ở tuổi 42 khi anh đã từ sự nghiệp để lại rất nhiều tiếc nuối cho khán giả, nhất là trong những người hâm mộ Việt Nam. Cung Lê là người đầu tiên đặt nền móng cho các võ sĩ Việt Nam trên võ đài quốc tế. Di sản mà anh để lại không thể chối cãi mà còn mãi đến tận sau này. Bên ngoài võ đài, Cung Lê còn xuất hiện trên màn bạc Hollywood với rất nhiều vai diễn. Năm 2009, Cung Lê hợp tác cùng ngôi sao võ thuật Trân Tử Đan trong bộ phim Hồng Kông mang tên Thập Nguyệt Vi Thành. Sau khi hai người bỏ ra hơn nửa tháng để hoàn tất cảnh tỉ thí võ thuật với những chiêu thức mà Cung Lê cho rằng hoàn toàn không có gì mới mẻ, Cung Lê và Trân Tử Đan đã cùng nhau hợp tác làm việc suốt một tuần lễ không ngưng nghỉ với 17 diễn viên phụ để dàn cảnh quay và đoạn phim sau này. Sau 4 ngày quay phim, Cung Lê và Trân Tử Đan đã hoàn tất đoạn phim mà người đạo diễn võ thuật trước đó cần tới nửa tháng. Trận đấu bắt đầu với cảnh rượt đuổi, bay nhảy ngoạn mục, đậm chất của Cung Lê và Trân Tử Đan trên phố xá Hồng Kông. Tiếp theo là màn tỉ thí đậm đặc MMA, sau đó được nhà sản xuất dùng để quảng bá bộ phim Thập Nguyệt Vi Thành tại Thượng Hải. Trong cuộc họp báo này, Trân Tử Đan cho biết, Cung Lê là đối thủ mạnh nhất mà tôi từng gặp khi đóng phim hành động từ trước đến nay. Năm 2009, hãng sản xuất game EA Sports chào đón Cung Lê vào danh sách các võ sĩ MMA trong trò chơi điện tử. Game này tung ra vào năm 2010 cho hai loại máy là PlayStation 3 và Xbox 360. Năm 2010, Cung Lê xuất hiện trong một cao thủ triệt quyền đạo trong game Tekken. Sự nghiệp của Cung Lê chừng đó cũng quá đủ để được gọi là một huyền thoại. Có thể trên thế giới, Cung Lê không nổi danh lẫy lừng như nhiều võ sĩ khác, như cách mà anh để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ là chẳng lẫn đi đâu được. Phong cách máu lửa, hết mình và tài năng thiên biến vạn hóa cùng một trái tim không quên nguồn cội là những thứ khiến người Việt mãi gọi tên anh. 35 giải thưởng võ thuật lớn nhỏ là quá đủ để nói về tầm vóc của Cung Lê. Với tất cả giải thưởng đó, anh có quyền tự hào, có quyền tận hưởng sự thành công của bản thân. Nhưng không, anh chưa bao giờ xem đó là những thành tích của riêng mình. Những điều mà anh đạt được luôn trân trọng và muốn một ngày nào đó cống hiến cho cộng đồng người hâm mộ võ thuật Việt Nam.